lẩm cẩm mà. Ê, đừng lấy nước tát. Chú ơi, đốt vàng mã kỵ nhất là bị nước làm tắt lưng chừng đó. Tại sao? Quỷ môn hoàng mỗi năm chỉ mở một lần, họ ao ước thần nhận bố thí cho họ, họ vui vẻ khi mà mất hứng trở về. Cháu nghĩ sẽ ra sao? Tránh ra. Bà, đừng có tát. Làm gì chứ? Có ma kìa. Không sao đâu. Ly à, lấy nhang này tới. Nè, bà quỳ xuống đi. Hả? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô Di Đà Phật. Thành tâm xin lỗi đi. Làm ơn đừng trách tôi nha. Làm ơn. Ông bà, đứng dậy đi. Bà ba, nó chấp nhận xin lỗi của bà rồi. Có thiệt gì không? Liên, đỡ bà vô nhà đi. Vậy không sao hả? Vậy không có sao đâu, bà vô nhà ngồi nghỉ đi nha. Từ từ đó. Ông làm ơn làm phước đừng có trách tôi nha. Thì không sao hả? Không sao đâu, bà yên trí đi. Đúng rồi, bà không cần phải sợ nữa, bà vô nhà nghỉ đi. Có ma kìa. Vô tình thôi. Rượu mời không uống. Con bà cứu tôi. Tôi làm tôi hết hồn. Liên à, đỡ bao nhiêu nhà? Và ngày rằm nhớ thắp nhang nha. Cháu cười cái gì vậy? Dạ thưa chú, chú giống như ông đạo sĩ hơn làm cảnh sát đó. Đạo sĩ và cảnh sát cũng điều hành đạo thôi mà. Anh Bôi à, cho thêm một ly nước đi. Nè, làm ơn, cho tôi thêm một chiếc khoai tây. Nè, đổ cái gạt thằng thuốc cho tôi đi. Đừng cho tôi quá nha. Sếp Lâm đã dặn làm cho thật giống mà. Ai biểu anh làm bồ tôi làm khách chứ. Thả mất dịch. Nè, giờ làm việc đừng trò chuyện với khách nha. Cả anh không chơi tôi nữa hả? Đó là lệnh của sếp mà. Về sở rồi bà sẽ chết. Brother, lúc làm việc phải gọi là sếp Lâm, không phải là brother. Phải rồi, bác tôi làm bồ của anh ra thì ngồi coi nhạc. Anh biết đàn sao? Không biết. Vậy thì phải rồi. Anh cả đêm mà không thấy gì hết. Nguồn tin này thiệt hay giả đi? Hay là đi về đi. Con nhỏ kia có đẹp không hả? Sếp à, bây giờ mình đang theo dõi chuyến giao dịch ma túy mà. Nghỉ việc rồi mới tắt cái đi. Đã ngồi 2 tiếng mấy rồi. Đã rồi thì sao? Anh không thấy nên có một người trò chuyện với cổ sao?
Nội mau về rồi à? Tôi thấy anh ngu quá đi. À, tôi hiểu rồi. Ý anh là của ngõ sắp rối hả? Anh coi kìa, ngồi yên không cử động, còn bàn tay thì không rời khỏi cặp táp. Anh thấy sao hả? Nè, tôi hỏi cô nha. Khoan đã, chờ thêm mười mấy giây nữa đi. Đi bây giờ có khác gì chờ thêm mười mấy giây nữa chứ? Bản nhạc chưa đàn xong mà. Nè, chuyện gì? Cô gái độc thân, dễ dành thôi. Ừ, thưa cô. Là thưa cô à, ly nước này không vừa miệng hả? Hả? Thưa cô. Cô à? Cô à, tôi có thể ngồi xuống không? Thưa cô, chúng tôi là cảnh sát, bây giờ nghi ngờ cặp táp của cô, muốn mở ra kiểm soát. Cô không lên tiếng coi như là đồng ý đó nha. Anh có sao không? Sếp Lâm, đúng anh rồi đó. Đứng yên. Bây giờ tôi thưa cô về tội chống lại cảnh sát. Đứng yên nha. Cô làm cái thói gì chứ? Sao không? Thói gì mình cũng phải làm thôi. Đứng yên, đứng yên. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại, đừng bước tới nữa. Bà chàng này. Hay à, cứu tôi đi, cứu tôi đi, cứu tôi đi. Cứu tôi. Còn đầu xuống, giơ hai tay lên. Thôi được nha, để tôi giải quyết đi. Xếp à, báo cáo này viết làm sao đây hả? Viết làm sao đây? Viết thì không khó, khó ở chỗ là có ai tin không.